Hello anh em, mình là Đức Ti đây. Hôm nay là ngày 17 tháng 2, tức là ngày mùng 8 Tết. Hôm nay mình sẽ đi chạy Abi xem một ngày được 3 tiền anh em nhá. Vừa bật xong nổ luôn. Đó là ngõ 69A Hoàng Văn Thái đây. Đó gần. À bà đây đúng không ạ? Vâng vâng. Bà có treo không? Để cháu treo lên đây cho. Treo bà lại hay quên mất mình ạ. Vâng, đúng nhá. Bà về đội cấn nhỉ? Vâng. Nếu mà làm nhà nước là vâng. Làm nhà nước thì lên được 2 ngày xong rồi lại nghỉ. Hôm nay là nghỉ, hôm nay thứ 7. Và đó mới đặt là ngõ 249 nó được ngõ 249. Cộng đình ạ. À? Vâng. Nếu mà xe máy thì bà cháu chở bà luôn cho. À. Trong này ạ. Hay thì đi được. Quay thoải mái, cháu tưởng họ bé hẳn nữa. Và đây, đây cháu đỗ thì đây cho nó đỡ vướng mọi người đi. Và 31.000 ạ. Cháu không có 1.000 trở lại. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Đây túi bà ơi. Đấy. Đấy. Như lần trước bà cũng bị như thế đấy. À cũng quên đồ ạ. Cũng quên. Đây đây túi nữa đấy ạ. Vâng, bà để đằng sau này. Đây rồi, toàn quên rồi. Lên là phải treo ở đấy là phải bảo con nhắc. Vâng ạ. Chúng ta bán nhé. Ừ. Đi nhé. Vâng ạ. Đổ đất nữa rồi đây, đi đâu đây? Có 381 đội cấn à. Đường 73. Đây là bệnh viện đây là bác. Chị đặt về dịch vụ hậu đúng không ạ? Mai Trang đúng không ạ? Đúng rồi. À ok. Cho em quay xe lại. Lại còn tiếp một đơn anh em ạ. Alo. Chứ em đang ở trước sảnh cũng 73 đấy ạ, chị mang cho em với ạ. À lấy thử ạ? À? Vâng, em lấy đi Lê Đại Hành ạ. Ừ, rồi, lấy chị đang chịu tầm mạnh. Alo ạ? À? Em cửa trước hay cửa sau? Cửa đằng nào ấy nhỉ? Em đang ở cái chỗ Thành Thái ạ. Cái đầu Thành Thái ạ. Mặt Thành Thái ạ. Chỗ phở Lý Quốc Sư chị ạ. À, đây đây, chị đây đúng không? Vâng, đây là em lại. Chị gửi về Lê Đại Hành ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Chị ơi có cái phong bì thư chị xuống nhận đồ với em với ạ. À, ok. Vâng. Ạ. Giờ chạy xuống Lương Thế Vinh thôi anh em ơi. Rồi chạy xuống Lương Thế Vinh lấy hàng. Chắc gửi về xe khách cho bạn ý. Khách người ta chuyển khoản trước cho mình luôn. Nhờ mua. Anh ấy cho em lấy cái cam này với. Cho em lấy cái này. Em mua đây, bạn ấy nhé. Cái cam đây. À. Anh cho em xem được không? Để bạn ấy vào check một tí. Ở đây đây, vâng. Anh có cái tờ giấy bỏ này nhỉ? Để em ra em gửi đến xe. Đây, vâng. Anh cho em gửi tiền ạ. Em cảm ơn anh. Cái hàng à? Cái giải ơi. Giờ ra đến tập bát. Hả? Chạy 50 à? 80. Giờ đang nhận quốc ngoài. Bạn ấy bảo gửi xe Tam Điệp thì gửi xe Thanh Hóa thì mới nhận được thôi. Chắc là xe Ninh Bình không chạy qua hay sao. Vào bến tìm xe cho nhanh được, chờ đợi lâu. 10.000. Xe Thanh Hóa đây chạy về không? Mình có chạy qua Tam Điệp không anh? Đang lấy xe trên. À vâng ạ. Chạy về Tam Điệp anh. Em cái cáp rồi. Vâng ạ. Em cảm ơn ạ. Ok anh em đã xong. Nhanh gọn. Về đổ bên trên lắp bát cổng dậy. Wow. Ôi. Cổng bên ra thì quá mới đau rồi. Được đi hơi láo một tí anh em ạ. Mình đang ở, em đang ở cổng xe ra đây, anh đứng chỗ nào nhỉ? Em đang đứng ở cổng xe ra, chỗ xe bít bánh ra đây. Anh đứng đấy em không đón được ạ. Em nhìn thấy anh rồi. Em nhìn thấy anh rồi, anh nhìn sang bên tay phải đi. Em đang giơ tay này. Đấy, anh, vâng, anh đi lại cho em một tí. Đấy, vướng xe không đón được. Trường Trinh đúng không anh?
Quân à, anh Quân đó. Ok. Thế em. À. Này chơi cả camera chụp anh. Đúng rồi. Ngõ 22 thông ra luôn ngõ 34 đúng không anh? Ờ. Đó. Sáu b đúng không anh? Ok anh. Của anh hết 20.000. Vâng. Em xin cái mũ ạ. Về anh lì xì em 10.000 à? Em cảm ơn anh. Bây giờ cũng đã 11 giờ trưa rồi. Thôi. Về gần nhà luôn. Về ăn cơm đã 12 giờ chạy tiếp. Nghỉ một tiếng. Em một suất đã bún chả chị nhá. Ok nổ rồi, nổ rồi. À, chạy bi à? Chú à? Bè anh à? Bè đâu. À. Không bi, rõ ràng chữ bè, rõ ràng chữ bi đâu có gì. Nổ rồi anh, em chạy thôi. Không, em tắt đáp rồi. À. Chạy ra đây ngồi bây giờ là ngồi nó à, chơi nó. Chơi bình à? Vâng, vâng, em đi trước anh nhá. Bật em đông giao hàng cho anh đi trước anh. Buổi trưa này nhưng giá này, đi có chưa đến một cây mà 33.000. Ui dồi. Nhìn gấp đôi. Bình thường chỉ 15.000. Tô Vĩnh Diện đúng chị? Chị có đội mũ không? Ờ, ngay gần đây. Trong ngõ 48 hả chị? Ok. Ai thẳng? Ok ạ. Vâng, cảm ơn chị. CT 1.1 đúng không anh? Vâng, em đang ở dưới đấy. Vâng, vâng. Khoa học tự nhiên đúng không anh? Ok ạ. Vâng, chào anh, cảm ơn anh. Anh nổ đất nữa rồi. Chưa nổ đều đấy nhỉ? 384 cũng xa. Chị đang đứng ở bến xe buýt đúng không ạ? À? À đây đây, chị ơi em đang giơ tay đấy ạ. À. Ok, ok ạ. Ra văn cú đúng không? Đây ạ. À? Vâng đúng rồi, đúng ạ. Còn chín này. Cảm ơn nhé. À, cho em xin cái mũ ạ. Dạ. Cho em xin cái mũ ạ. Ok, cảm ơn nhé. Để ý giờ gần hết xăng rồi. Tìm cây xăng gần đây xem nào. À đây rồi. À được xăng. Đây chẳng phát. Xăng ba la thì có rồi. Vẫn chạy được chuyến nữa nhưng mà thôi. Tí gần cái nào đổ cái đấy vậy. Ờ, nổ được một cước nữa rồi anh em ơi. Đó, đâu đây, đó là La Hà Đông rồi. Đây, đây đúng không? Em đang ở số nhà 36 đấy ạ. À vâng vâng. Chú về chú An Khánh à? Vâng. Bên trên đường Bảo Sơn tí. Vâng chú. Đây chú có mũ rồi. À chú ăn mũ rồi nhỉ, tôi quên. Chào đi nhá. Chú dừng luôn đây đi ạ. À và trên này nó định vị cách đây 2 cây nữa. À chú hết 51.000 chú ạ. Tôi gửi chú ạ. Vâng. Cảm ơn nhé. Vâng, cảm ơn chú ạ. IS1 ở đâu? Nguyễn Văn Sang à anh? Vâng vâng, Nguyễn Anh. Vâng. Tí anh nhá. Thông cảm tí anh nhá. Ra kia ra thẳng đại lộ luôn. Vâng vâng. Em gửi đồ anh. Vâng. Vâng. Thôi may quá có cây xăng ở đây rồi. May quá cây xăng có đổ ở đây. Đây. Cho em 70 ạ. Anh ơi. Ok ok. Em cảm ơn nhá. Ok ok, cảm ơn. Cảm ơn anh. Giờ là có con đơn ngoài nữa anh em ạ. Lấy cái hàng ở chỗ Nguyễn Khoa, bên xe Mỹ Đình gửi xe khách. Đang một cuốc này mới đau chứ. Thôi bỏ cuốc này. Chạy ngoài em ngon. Chạy Bắc Linh. Lỗi gì đâu bắt. Đi ngoài này giải bắt. Anh ơi em lấy bọc hàng của bạn Việt Anh ấy. Việt Anh ạ.
À đấy đúng không? Này. À ok anh. Ok. Vâng vâng vâng. Giờ lại ra trường đại học thương mại gửi hàng đối diện. Phê bảo 2:40 mới tới. Ra đợi sẵn thôi. Nhà xe bảo đợi ở chỗ khu văn hóa nghệ thuật đây rồi. Vào đây cho mát thoải mái. Xe kia phải xe anh Nguyên cũng không chú nhỉ? Không. Chưa đến. À chưa đến. Tưởng xe nhìn toàn xe biển 99. Xe mình đuôi 538 hả anh? À xe Nam Nguyên đúng không anh? Cho em gửi bọc này về Honda Gia Bình. Bạn ấy có số điện thoại của anh rồi. Đó, đúng rồi đến đấy. Biển nào đấy. Vâng. Không có địa chỉ người nhận. Bạn ấy bảo toàn gửi xe của anh đây vứt lên đây. Honda Gia Bình ạ, Việt Anh ấy. Ok ok. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Vừa gửi xong thì nổ luôn, vừa bắt áp thì nổ luôn. 2:44 hồ Tùng Bảo à. Phúc Diễn đúng không nhỉ? Cái này mình để đằng trước, còn cái đấy là mình phải để sau. Ok. Thôi đúng không? Ok đi nhá. Ok 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 ok. Thoải mái cứ vào thoải mái lo gì. Đã nổ cục mới luôn. Quá 11.000. Ok. Ok cảm ơn nhá. 11.000 em ra chuyển cho 20.000. Cảm ơn. À đây ạ. Đấy về Trần Vĩ anh ạ. Trần Vĩ, Trần Vĩ. Ok ok ạ. Cảm ơn. Anh ơi có mặc quần áo anh ở cái chỗ Học viện Tư pháp đúng không anh nhỉ? Quần áo đâu về đấy? À, ở chỗ quần áo đá bóng hay sao anh ạ? À rồi rồi rồi, anh đi sang. Em ở Học viện Tư pháp ở cuối ngõ 11 ạ. À là cuối... đến công ty của Vấn Đề Hương ấy ạ. Anh đến chưa? Em đang ở cái biển 11 đi vào đây ạ. Chờ em chút. À, anh đi kịch nói giúp em. Cái đi kịch nói là cổng, có một cái cổng ba len ấy. Là công ty của Vấn Đề Hương ấy. Thì anh gọi em nhá. Chắc giờ em ra luôn được rồi nhỉ? Vâng vâng vâng. Em đang ở đầu ngõ đi vào rồi. Vâng vâng. Có mất tiền không anh? Không không ạ, không ạ, không ạ. Rồi rồi rồi, ok. Vâng, vâng, vâng. Anh Đinh ơi. Anh Đinh ơi, có một toa APK đang ở cổng. Cầm vào luôn em phải em ý nè. Gửi hàng hay lấy hàng anh? Em gửi hàng ạ. Anh bạn Nam đúng không anh? Đúng rồi. Ok. Quần áo bóng đá. Trả ship rồi đúng không? Vâng. Đầu tư nhỉ? Dạ. Rẻ mà anh có mấy triệu thôi. Đường này có ra được Phan Bá Vành không nhỉ? Không anh, phải quay một à. Đông Nam về phía phố Trần Vĩ. Cảm ơn anh nhé. Đây. Bản đồ chỉ vào con đường ghê này. Hôm nay mà chạy vào buổi tối chắc sợ phát kiếp luôn. Ôi giời. Chạy về trước nhá. Ok, cảm ơn anh. Alo. Anh ơi, địa chỉ nhà mình ở chỗ nào thì em đến cái đúng cái định vị ấy. Nhưng mà ở đây nó lại là đường trống anh nhỉ? Số 97 ngõ 2. Ở đây nhà tôi là số 99 anh ạ. Vòng lại thì vòng à. Bên sang cổng bên này của mình. Úi, ồ. Chỉ mãi mới thấy. Đi lúc nãy đi thử kia lại anh chả thấy cái biển này. À, em ra ngoài kia nó có ngách 70 là thế là đi quá anh đây. Vâng, ok, cảm ơn anh. Từ ngõ vào mua kim mã. Đang ở số nhà 24 đây ạ. Em lấy hàng đi Nguyễn Khang. Em lấy hàng đi Nguyễn Khang, vâng. Thành nhà 12G giúp chị nhá bạn. Vâng, 12G. Vâng, vâng. Đơn là đội Cấn Sang, chị mở cửa nhận đồ cho em với ạ. Em ship hàng ở bên đội Cấn Sang ạ. Anh nhận đồ cho em với. Lấy đơn hả anh? 303.000 đây anh em ơi, từ sáng giờ. Tổng hôm nay mình chạy là được 300.000 tiền áp. Hơn 300.000 tiền ngoài 2 tiếng ngoài kia. Mình chạy từ 8:30, 8:40 mà bây giờ là 10:00. À, bây giờ là 4:20. Chạy 7 tiếng thu nhập trừ hết chi phí đi chắc được khoảng 500.000. Đấy là mình có khách ngoài. Mọi người muốn mình làm video như thế nào thì hãy mình gọi ở bên dưới nha. Ok, còn bây giờ là xin chào anh em và hẹn gặp lại.